Chiều ngày 12 tháng 7, Cục Cảnh sát Hình sự C02, Bộ Công an phối hợp với lực lượng Công an TP.HCM và Công an quận 1 bắt quả tang 3 người mẫu bán dâm cho 3 đại gia giá từ 20.000 USD đến 30.000 USD. Điểm đáng chú ý là một trong 3 người mẫu bán dâm cho khách có một người từng là Hoa hậu Thế giới người Việt tại Úc. Nhiều người khẳng định đó là Jolie Nguyễn. Vậy Jolie Nguyễn là ai? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé! Jolie Nguyễn sinh năm 1997, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm. Cô gây chú ý khi đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt tại Úc năm 2015, sau đó về Việt Nam tham dự các sự kiện giải trí. Còn nhớ thời điểm mới trở về nước, người đẹp từng chia sẻ cô thấy mình vẫn còn như là vị khách phương xa. Thị phi scandal và điều tiếng có phần trội hơn những điều đóng góp, cống hiến tích cực. Tuy nhiên, Jolie mong là showbiz ngày càng có nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa, có giá trị nghệ thuật hơn. Jolie vẫn giữ thói quen luôn về nhà trước 10 giờ đêm và hạn chế đi bar lúc nếu không phải là trong khuôn khổ sự kiện. Sở dĩ Jolie nói vậy vì khi Jolie xem báo online thấy nhiều tin thị phi giật gân hơn trong khi các sự kiện hoạt động Jolie tham gia thì đều có những giá trị văn hóa, nghệ thuật nhưng chưa được đề cập trong tin. Có thể là do Jolie vẫn là người mới nên chưa quen lắm với showbiz lẫn truyền thông Việt Nam. Người đẹp từng giải thích. Về cuộc sống thường ngày, Jolie Nguyễn sở hữu phong cách thời trang gợi cảm. Cô ưu tiên chọn những thiết kế khoe ba vòng nóng bỏng. Chân dài cũng từng được gọi với danh xưng Hoa hậu con nhà giàu khi thường xuyên check-in ở những địa điểm sang trọng cũng như xuất hiện với những bộ cánh phụ kiện đắt tiền. Với Jolie, mọi người luôn nghĩ cái hình ảnh của Jolie là một mean girl, lúc nào cũng là rất kiếp. Đi học phải siêu xe đến đón, xong rồi đồ hiệu này. Thật ra ở ngoài Jolie không có miên như vậy đâu, chỉ là hình ảnh thôi, cô từng chia sẻ. Jolie Nguyễn từng có thời gian thân thiết với Kỳ Duyên khi thường xuyên đăng tải hình ảnh chụp cùng nhau trên trang cá nhân. Tuy nhiên sau đó, cả hai không xuất hiện cùng nhau, khiến dư luận đồn đoán chuyện mâu thuẫn. Nói về ông Mao này, người đẹp sinh năm 1997 từng chia sẻ, Jolie cảm thấy mỗi người ai cũng có cuộc sống riêng, tính cách sẽ thay đổi và mình thấy không phù hợp với nhau nữa. Tụi mình cảm thấy không có tiếng nói chung nên quyết định không chơi với nhau. Bây giờ công việc của Jolie cũng rất bận. Jolie cũng không có nhiều thời gian ở bên gia đình và tụi mình không có thời gian gặp gỡ nhau như trước. Ngoài ra giữa hai đứa cũng có những câu chuyện chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được. Hiện danh tính của ba người mẫu trong đường dây bán dâm kể trên vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, những hành vi quá khích khi mọi việc chưa rõ ràng của cư dân mạng hoàn toàn vi phạm pháp luật. Trong trường hợp Jolie Nguyễn vô can, phía hoa hậu này có thể kiện những tài khoản buôn lời quá khích kia ra tòa.